giờ vô cái gì lên bỏ cho thằng này á. Qua con này hơn tí luôn á. Xin chào tất cả cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube Dương nha. Hôm nay Dương lại tiếp tục đi săn bắt nha. Thì hôm nay Dương đi bắt cá, nhưng mà Dương không có bắt cá đồng nữa, thì Dương sẽ đi bắt cá biển. Hôm nay Dương hiện tại thì Dương đang có mặt tại bãi biển Đồi Nhái Vũng Tàu nha. Thì ở đây nước cũng còn hơi là nhiều nên là chưa bắt cá được. Thì hiện tại Dương đang có mặt ở trong chỗ cái đăng của anh Thiện nha. Thì cái đăng của Dương đang ở đây, anh đang ở trong đăng kìa. Thì tí nữa nước thì Dương sẽ vô đó quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Hiện tại thì nước cũng còn đang còn khá là nhiều quá. Thì hôm nay là ngày thường cho nên là không có khách nha. Thì Dương sẽ bắt phụ với lại anh chủ đăng luôn. Thì sau lưng Dương đây là những cái cột để người ta định hình những cái lưới này nha. Thì người ta dùng những tấm lưới này người ta căng thẳng đường dài từ trên bãi trên bờ mấy bờ á, thì thẳng ra ngoài biển đây. Là người ta sẽ làm một cái đục ở ngoài này để mà cá nó đi theo cái đường lưới này nó vô trong cái đục. Bên đây thì người ta làm lưới thưa tí, nhưng mà trong cái đục thì lưới nó sẽ dày tí nha. Bởi vì nếu mà nó thưa gì thì cá chỉ có bắt được con cá bằng cùm giò thôi, còn nếu mà cá nhỏ nhỏ thì nó không có vô đâu, lọt hết à. Thì đây là cái lưới của cái đục nè, liền cái lỗ nó nhỏ hơn ở bên kia nha. Nhưng mà nó nói chung là nó nhỏ thôi, nhưng mà cũng bự cỡ ngón chân cái của Dương, cái lỗ bằng ngón chân cái á. Thì bây giờ nước cũng vừa hơi rút cạn xuống rồi nè. Thì nước cạn hơn nãy tí rồi. Thì anh quản lý đang bắt đầu đi tiến hành đi bắt cá nha. Thì Dương đang đi sau lưng ảnh nè. Thì cá ở ngoài này á là nó sẽ vô trong cái đục ở trong kia, rồi còn một cái đục nhỏ cuối cùng anh giỏng nữa là lúc đó mới nhiều dữ nữa. Còn ở ngoài này là chỉ là nó vô đây, nó tạm thời nó ở đây thôi. Khi mà nó đi vô tới đây rồi, nó vô cái cửa này nè, cái cửa cho anh đang đi nè, thì nó vô cái cửa này xong rồi nó mới vô trong cái cửa trong nữa. Đó là cái cửa nhỏ nè, cái cửa nhỏ này ha, xong rồi nó vô đây, nó ở trong đây một lúc, nó đi chơi vòng trong này xíu, xong rồi nó sẽ đi vô trong cái cửa trong này đó. Vô trong cái cửa trong này là gọi nó còn thêm cái cửa nhỏ trong nữa. Thì ở đây đăng của mình á, mình cho thuê ngày thường là bao nhiêu vậy Bảo? Ngày thường chế độ từ 1,8 triệu tới 2 triệu. Ngày thường thì 1,8 triệu tới 2 triệu nha. Còn ngày lễ thì nó bao nhiêu em? Ngày lễ thì tùy theo ngày, ngày thứ bảy, ngày chủ nhật là 2,5 triệu 3 triệu. Ngày lễ với ngày chủ nhật là 2,5 triệu 3 triệu nha. Thì quý vị nếu mà ai muốn mà trải nghiệm cảm giác mà đi bắt cá biển mà tự mình bắt như thế này thì mình có thể liên hệ với Dương nha. Thì Dương sẽ để lại cái số điện thoại dưới cái bình luận á cho mọi người nha. Thì mình cũng sẽ trải nghiệm vớt cá giống như em Bảo nha. Hai đẹp mình vớt cho em thấy mấy cái lạnh nhiều lắm luôn á. Để mình sẽ vớt thử một cái nha. Cá là phải là bậy bậy chứ không có là con nữa. Dạ nổi luôn. Chúng mẹ cá luôn. Thôi bỏ để vô vật này luôn đi, lấy vật kia vớt. Bảo ơi, sáng em đổ luôn Bảo ơi.
nhớ trong cái lỗ nó không bao nhiêu nè. Vậy đó. Cái này mà vô sai con tầm 3 ngón tay hốt như mày này tiền không. Nó bự mới có tiền hả? Dạ, bự có giá trị làm người ta làm khô. À. Nhìn vớt trong lỗ nó không khoảng 3-4 kg luôn. Cái đồ này thấy người ta cũng làm khô cỡ nhỏ nhỏ này nhóc luôn mà Bảo. Ừ. Ôi cái này nó nhiều quá, tôi kéo không lọt cái kẻ luôn à. Ôi mình vừa để bắt cá mà mày nhiều nè. Tiếp tục thôi. Ôi có con cá bự nè, con cá bự nè, nó mắc đỏ ngầu rồi mới thấy nè. Mới thấy con cá mắc đỏ ngầu đây luôn nè, nó rủi đây nè. Anh sẽ bắt con cá này. Đây nè nè, nó rủi rồi. Nè cái đầu thật sự lên đó. Ồ thấy rồi. Nó cái đầu bự đó. Ôi ngồi chạy rồi. Con cá bự, con cá bự, nãy con mang mắc đỏ ngầu à. Nó lội lội á. Kìa 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 nó nè nè nè, mắc đỏ ngầu kìa kìa đó đó. Đó đó, đó, đó chạy vô đó đó. Không biết nữa. Các bạn. Đâu rồi, nè nè nè. Chớp. Rồi chạy ra luôn rồi. Ê, vô. Giờ mày vô lưới anh. Con này cá măng nha. Vô lưới con cá bự. Ê con. Cá mồi hả? Ờ con này cá mồi dậu mà. Cái giác. Hôm bữa anh đi bánh bắt vậy đó, con mấy ký á, cá nầu lớn lớn đó. Nè cái đó vô nè, vô con này bự nè. Đó. Thả xuống đi ra đi. Mình giỡn cho coi nè, cá đối nè. Í. Nó. Đi chưa. Mày có con cá gì bự không đây? Mồi chết đây vậy. Chị em có nhậu anh Thắng không? Không anh. Đây con gẹn, con gẹn. Cá đối quá trời. Kẹt mấy cái đồ bự. Hả? Cái đồ bự nó đù trọng. Ừ đúng rồi, nó vô kẹt, nó đù bự hết. Bảo được 3 ghẹ luôn Bảo. 3 con rồi. Ừ. Được cái, nó hơn được cái ghẹ rồi, có mấy ghẹ trong đó. Ừ, con cá nâu nè. Đi đâu rồi? Đi rồi. Hay vậy? Ôi nó chui vô kẹt rồi. Ôi có nâu bự mà nó chui kẹt. Để vô bắt ra luôn nha. Ây da. Nè thấy gì chưa? À cái đù nó dồn lên đây nè. Đây tôi sẽ lựa con cá nào bự vô bắt. À đây con cá bự nè. Nó những cá bự rồi. Chụp hết luôn. Đúng rồi. Sáng anh về anh còn không 100 cái lời nữa kìa. Nè nó đâu? Nhân chặt hôm nay không? Đâu không cần mà. Sáng về còn đi thăm 100 cái lời nữa đó. Hồi sớm như anh chạy vô anh hỏi nhà anh Tiến không? Rồi rồi anh Thắng. Anh Thắng, ừ. Mình sẽ bắt cá chim này nha nè. Vô à, vô cá chim nè. Ê không phải, con này cũng có cá đù bự ế binh luôn. Không phải là con cá chim mà là cá đù nha. Ôi, cá đù vàng. Cái này cá đù chẽm mà bự á. Ôi, cá nó nằm nè. Nằm một lớp cái này luôn nè. Ôi, lắm rồi để viên xúc nha.
Ôi ôi, vô sứa nhiều vậy. Ôi ôi, để Dương quay cái vợt của Dương nha. Cái vợt của Dương mới vừa xúc hai cái thôi là như vậy nè. Bảo đó con cá đó bự quá là bảo. Wow, con cá đồ kinh khủng chưa nè. Đi bắt mấy sứa này bỏ ra đi. Vớt này giờ dục, bây giờ mà chưa hết sứa trời. Nhiều vậy. Đó. Cá bự không? Bự không? Cái con cá nâu này á, mình nướng ha, rồi mình hoặc là mình kho lạc, mình nấu canh chua thì thôi nhức nách luôn. Đây anh đổ vô cái bảo ơi. Quá trời. Nó luôn nhà nè, canh cái đường nó vô. Chụp. Con cá này vô đây nó chỉ khỏi. Đây con cá bự nè nó này. Đợi đâu cưng. Đợi đâu cưng. Vô. À. Quẩy dữ. Ui ui ui. Quá trời, quá trời, quá trời. À, con này có hơn ký luôn á. Anh vớt con nào hết bắt được con nào nữa rồi. Wow, bắt được cá bự ghê luôn. Ây da. Ây da, nó phóng. Gì vậy? Nó bay ngang đầu em luôn á. Cá đối phóng bay ngang đầu em luôn á. Ây da. Vô nè bưởi. Ở đâu rồi? Vô rồi mà. Ê. Ôi con cá gì bự đây đây, con cá nằm cầm tay luôn nè, nè nè nè. Nói. Ê cổ vô. Ê giời, con vô không? Vô không? Vô. Còn có nâu bự quá chạy mất tiêu rồi. Mực nè, mực nè. Ồ con này mực nè. Bỏ con cá này qua bển luôn rồi bà. Ủa. Quả. Thì cái thành quả của mấy anh em mình buổi sáng này nè, bảo dở không nổi luôn kìa. Trời ơi, trời ơi. Rồi. Vậy hả? Cái gì dở không, cái gì dở không? Cái dở nè, dở nè. Đâu vậy, đâu rồi? Nó ra hay gì? Nè. Cái gì nào? Ủa con này bự không phải đâu. Con này đâu lại? Ở đâu lại á? Thôi giờ để đi đem ơi chơi giờ. Ghiền không nổi đâu. Cái bao cá này không nổi đâu. Ê, hôm nay chúng mánh cá đù cá nâu quá trời, cái này chắc có 30 kg luôn á. 30 kg rồi. Có ghẹ hải sản mọi người. Thì đây nè, đây là cái thành quả của mấy anh em bắt từ tối giờ ha. Một bao này khoảng 30 kg nha. Cá đù, cá đối, cá nâu, nương là cá cũng bự, cá ngon không á. Có mấy con cá chét cũng làm ký mấy hai ký nha. Thì mấy cái video bắt cá đăng của Dương tới đây là kết thúc nha cô chú anh chị mình. Thì cô chú anh chị mình nếu mà ai mà muốn bao đăng bắt cá thì có liên hệ comment ở dưới cái video của mình, rồi mình sẽ để lại số điện thoại cho cô chú anh chị mình điện thoại trực tiếp cho anh Thiện hoặc là anh Thắng nha. Rồi thì Dương nha, cảm ơn Bảo hỗ trợ anh cái video này nha. Rồi cảm ơn anh. Rồi anh về nha, rồi chúc em lại mạnh khỏe nha. Rồi chào mọi người.